Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Melo Moto. Hôm nay ngày 20 tháng 5 Honda Việt Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt mẫu xe A-Black mới. Đúng như những thông tin bên lề trước thềm sự kiện, phiên bản A-Black mới với khối động cơ ESP LS 156,9cc đã được ra mắt với tên gọi A-Black 160, bên cạnh phiên bản 125 với diện mạo hoàn toàn mới. Về thiết kế, từ phần trung tâm tới phần đuôi xe được điều chỉnh nhằm đem đến một diện mạo hầm hố hơn. A-Black duy trì kiểu dáng mạnh mẽ, trong khi kích thước thân xe mang nét, thanh thoát, nhỏ gọn. Sự gọn gàng trong diện mạo chắc chắn sẽ làm người sử dụng hài lòng khi di chuyển trong khu vực nội đô, đông đúc hay là điều kiện đường nhỏ hẹp. Nâng cấp đáng chú ý nhất của Honda A-Black 2023 tập trung vào ở khối động cơ. Ngay cả A-Black 160cc và A-Black 125cc đều sử dụng khối động cơ là ESP Plus 4 van, được thiết kế với hệ thống phun xăng điện tử FI 4 kỳ, xi lanh đơn làm mát bằng dung dịch, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, thiết kế nhỏ gọn. Với động cơ 125cc mới có thể tăng tốc trong vòng 6,2 giây trong khoảng cách 100m, nhanh hơn 0,2 so với phiên bản tiền nhiệm. Khả năng leo dốc tầm khoảng 50m khi chở người phía sau, dốc nghiêng 10 độ đạt hiệu quả là 5,9 giây. Đặc biệt, động cơ 160cc có khả năng tăng tốc ưu việt chỉ với 5,9 giây để tăng tốc từ 0 tới 100m bằng vận tốc 40 km/h, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản 150cc. Mức công suất của phiên bản A-Black mới cũng vượt trội hơn so với phiên bản tiền nhiệm nhờ áp dụng hệ thống 4 van thế hệ mới, với đường kính van được mở rộng, tăng hiệu suất nạp của hỗn hợp nhiên liệu và không khí, cùng với hiệu suất xả của khí đốt. Đồng thời, việc làm ngắn hành trình van cũng giúp cho giảm lực ma sát trong quá trình hoạt động. Bên cạnh sở hữu khối động cơ mạnh mẽ vượt trội, phiên bản A-Black mới còn được tích hợp nhiều công nghệ tiện ích và cao cấp như là cổng sạc USB tiện lợi loại A, kèm theo chống nước cải tiến được trang bị cho cả phiên bản A-Black 125 và A-Black 160. Hệ thống khóa thông minh của Honda Smart Key A-Black 160 và 125 mới được cải tiến hơn nhờ vận hành đơn giản và ít thao tác, làm hài lòng khách hàng khi khởi động xe và rút ngắn lại thời gian. Hộp đựng đồ cỡ lớn nhờ vào sự cải tiến về khung xe và phiên bản A-Black 160-125cc được nâng cấp với hộp đồ có thể chứa đến 2 mũ bảo hiểm thông dụng. Dung tích hộp đồ đạt tới 23,2 lít, tăng 0,5 lít so với phiên bản trước, mà vẫn giữ nguyên được thiết kế thon gọn, đồng thời ngăn chứa được thiết kế cân đối và tối đa khả năng chứa đồ. Xe tiếp tục duy trì hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước và phiên bản 160cc và phanh kết hợp CBS trên phiên bản 125cc. Phiên bản A-Black 160 tiêu chuẩn mang đến cảm giác sang trọng nhờ vào tông màu tối xuyên suốt xe, điểm xuyến két ốp màu bạc với 3 màu xanh, xám đỏ, đen xám. Và phiên bản này là lựa chọn ổn cho ai đang tìm kiếm sự hài hòa và lịch thiệp cho từng chi tiết của xe. Còn trong khi đó, phiên bản 160 đặc biệt với tông màu xám chủ đạo, màu xanh xám đen phủ lên toàn bộ thân xe, cùng với điểm nhấn biểu tượng SB 160 đem đến sự hạnh diện cho người sở hữu. Với phiên bản A-Black 125 tiêu chuẩn, thân xe được phủ hai tông màu sáng và đen, vừa hài hòa lại mang được sự tương phản kích thích thị giác, từ đó tạo ra hình ảnh một chiếc xe thể thao ấn tượng ngay từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Dòng chữ AB nổi bật với đường sọc đậm mạnh mẽ, càng tôn thêm cái nét cá tính cho chủ sở hữu. Phiên bản có hai màu sắc chỉ chung, bao gồm màu xanh đen và màu đỏ đen. Phiên bản 125 đặc biệt lại là sự kết hợp giữa màu đen nhám và màu đen bóng, cùng với chi tiết trang trí logo AB đen vàng, giúp nổi bật kiểu dáng thể thao nam tính nhưng không kém phần sang trọng và đẳng cấp. Dự kiến hai mẫu xe A-Black 160 và 125 đều được Honda bán ra thị trường kể từ ngày 31 tháng 5 2022 tới. Giá cho mỗi phiên bản Honda được công bố như sau: A-Black 160 phiên bản đặc biệt 57.190.000, A-Black 160 phiên bản tiêu chuẩn là 55.990.000, A-Black 125 phiên bản đặc biệt là 43.290.000 và A-Black 125 phiên bản tiêu chuẩn là 42.090.000. Đây là mức giá đề xuất. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Melo Moto, sẽ cập nhiều chương trình khuyến mãi và nhiều dòng xe mới. Và mình sẽ cập nhật giá của A-Black 160 về đại lý cho anh em nha. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.